khiêm chưa ta bong bóng có score spirulina tràn là lần đi mà đó là lần đi cứ có score cam trở tràn lang hay có trăng pra được xa có đâm bị côn được phê hay có đâm kha miên có môn chỉ tràn miên lụa sải sầm spirulina bong bóng đang ở nơi lâu lâu bị phục lâu nên miên rồng chặt đã phải là spirulina và rộp xa rồng chặt không lúc của miên rồng chặt khi nhóm đã đa dạng ca cho mấy cái nhóm đã khiến thua ca phải đặt mốc tư tè xí cứ miên rồng chặt dạ nơi khang cài vật tề hai mươi bên tiết cứ trong lụa chun ở tệ thì chun nó cứ to trong đầm lầy hùng chạ spirulina là ó bọc ôn là có scon nè khăn một đoàn hay nó ở toàn prà bỏ ở lời prà sử bác sử dụng spirulina này sử bác bọc vì sao lô ạ kẹn này dựa xu dành hố cứ quát miên bọc vì sao càng lụa nàng prà chết mà phải chân nằm chả đã quát chỉ nè đàn ngóm spirulina tầm bô kê cho mà sọc mài căn cả bóng spirulina cứ chỉ dựa hóa mà cứ căn cả bóng spirulina cho sọc mài chả vì chất đọc bầm bầy chân nằm mà dạ bọc vì sao nó cứ chân chả ưu tầm ở đó đàn ca pra nàng ca lụa lụa nó cứ miên chả ra bài tiết chả đã quát ngóm cho mà tầm bố nó cứ miên lụa tam dạ cơm hôn phơ bằng đang network mặt cả thính á và to mau có miên cơm hôn xem chi chớn chỉ và to bảo hôn đo bảo môi chân nam trong cõi này cứ ban bảo cơm hôn khuôn anh chào dạ bê bảo môi chân nam cho chơi mà đo ngay này tí đâu ná cứ chồng lụa cơm hôn khuôn anh bảo môi chân nam tại thơ tiếp sao ở kế đại lụa kẹ này dụa quạt thơ tiếp xa network dạy tất cứ nông cơm hôn chỉ tràn mà bảo chỉ network nơi sọc mai này cứ bảo bí sọt bảo quạt bia sọt tăng cơm hôn khuôn ណៃ ਦੇ ਕਵੀ ਚਿਤ 20 ឆ្នាំ ចា 17 18 ឆ្នាំ អញ្ចឹង គុណភាព 1 បងប្អូន គាត់ មិន បាច់ មាន មន្ទិល សង្ស័យ ទេ រឿង គុណភាព ចា ឲ្យ តែ មាន លិខិត អនុញ្ញាត ពី ក្រសួង សុខាភិបាល គឺ ប្រតិផល នោះ គឺ ស្របច្បាប់ មាន ការ ត្រួត ពិនិត្យ ត្រឹម ត្រូវ ពី ខាង ក្រសួង អញ្ចឹង បងប្អូន ឃើញ ទេ នៅ ចិត្ត ខ្ញុំ នេះ គឺ សារ សម្បត្តិ spirulina ហើយ នៅ មាន បញ្ជី ការ នៅ នឹង បងប្អូន ជា ចោះ ថៃ មក ដាក់ លើ អញ្ចឹង ចង់ បញ្ជាក់ ថា ក្រុម ហ៊ុន ឥឡូវ នេះ ចា có đôi chị rong chạ người dân lựa chuột bóc ôn không tầm đại rong chạ tăng bị đau mà bóc ôn mới sản phẩm buôn cặp bóng đất sao mặc lồ cha mặc lồ cũng miên buôn con crop sản phẩm sải thang khi nhóm á buôn con crop mười rồi để là bóc ôn tinh ta pra khi chờn cua sa chả làm tinh mặc lồ pra mình crop tê mặc lồ pra mà tê dương con mình crop ra cứ sản phẩm chất dương anh miên chả làm chấm tinh thêm con trôi tinh phèm cặp lồ từ cha anh ta bán mua được copy của sa pra cặp lồ time chốn mười cặp lồ tinh đo đo cặp lồ time chốn bảy cặp lồ bóc ôn tinh mà pay cái lỗ thay em chuyến tầm pay cái lỗ sầm rạp bóc ôn để quạt trong hộp xì trong cắt spiro này prao brand chung một khu này cầm hôn khu này được cả hàng khu này chả bây giờ tôi mới là tập tiền bao chỉ cầm hôn nhưng được chỉ hàng chả lấy ăn của bạn thời ca ai chăn chua ti tăng ai thông đó mày lựa tạm online chăn lựa tem nên đặt internet wifi to wifi như smartphone mà lai lựa pho lựa thôi là lựa là pho chả run khu này ở cái score chả có lựa là pho chung một kề chả khiêm quan thở chả ai bóc ôn chả lụa để khuôn ấy nhìn hai hơi của công hơn khuôn ấy hai giọt đầm lại to to thì ông chạy thu thầy nhắm cứ chưa rung chạy chả rung chạy sẽ lại xong một spiro nè xong rắc bóng ôn trong phần đạch hai kênh hai sắp cái lỗ tham chun mà pay cái lỗ tinh mười rơi cái lỗ tham chun hai sắp kì lỗ cắt đọc pram rơi cái lỗ tham chun bây rồi cái lỗ chả rắn là bóng ôn đầm lại cam thật thu xong rắc bóng ôn này có chồng brick đặt tập tê, có món chặt pi mùi pon gelo, mà nó mùi town spirulina, có món mà town time chun trầm pơ rồi gelo, rồi có cả món mùi pon gelo time chun trầm pơ rồi gelo, cha, cho nó là bảo ông kết đầm lại cứ thu mình tên, hát đây ban đầm lại thu, cha là xa các nhóm minh hữu chặn được hàng cài tập tê chỉ rung chặn thống, đại cốt cung sẽ lại sản phẩm spirulina tránh tư tu tiên bị phục lộ. Chà mình lựa tài ở dưới tới rung chạc nhóm cư cốt cung tới bài ở rộp chà chân khi nhóm phát đạch bài ở dưới ná chà bông ồn xa rai xa mất spiro ná vì mình xa rai à lời ní cơm hôn mình bật phết phòng ra tay có chia xa rai xa mất spiro ná plus chlorophyll vô xe broken cư xa rai xa mất mình tôi này tí chua chua trình chiếng cao gì cả cư chia xa rai môi đá mì xa mất phết bù hai rung chạc à lời ní cơm bông tay phá lật chà nhóm ai rung chạc phá lật bị xét special chiên ở lấy tiết chả cứ spiro nè mà special VIP mà bộ bộ bị xét chả ta làm lấy con đằng tin á chả xâm đắp à bị xét nó cứ dùng some ingredient formula và thọ thiện đám chiên đọc một bật thay bị lời nâng tiết chả bật thay bị lời ở lụa ngay nâng spiro nè special VIP chả bị xét con đằng tin bật thay thọ mà đa ní mặc lô mà rối nó mặc lô bị lời là cứ bị xét tình yêu chung hay bị xét bộ bộ trong prao và phết thò mà đa của bán prao VIP của bạn á spirulina VIP tầm lấy tiền là còn tí nét thò mà đá
គឺ100ដុល្លារ spirulina ពិសេស VIP ស្តុកថ្មីមកដល់ឆាប់ឆាប់ណាចាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ចង់ប្រើ spirulina ឥឡូវនេះគឺឱកាសដែលគាត់អាចប្រើទាំងខ្លួនឯងហើយអាចចែកចាយទៅសមាជិកគ្រួសារសាច់ញាតិសាច់បកើតសាច់ថ្លៃចំនួន1ចាសាច់ចិត្តសាច់ឆ្ងាយមិត្តភ័ក្តិប្រើប្រាស់មកស្រឡាញ់ម៉ាសរៃម៉ារីរីដេសាចាប់ដៃជាមួយខ្ញុំគឺបងប្អូនចាប់ដៃជាមួយរោងចក្រដូចបងប្អូនទិញវត្ថុផ្ទាល់ពីរោងចក្រចាទិញតបពីរោងចក្រក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ចាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនគាត់ទុកចិត្តបានចាក្នុងការទិញយកប្រើឬក៏គាត់ទិញយកទៅលក់ផ្ដាច់ខេត្តលក់ផ្ដាច់ប្រទេសចាថាបាច់បារម្ភប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ណាសំខាន់បងប្អូនគឺគាត់ទិញផ្ទាល់តម្លៃជាមួយរោងចក្រគឺអត់មានអ្នកណាមកចំណេញលើបងប្អូនចំណេញច្រើនតង់ទេបងប្អូនពិចារណាមើលបើសិនជាបងប្អូនប្រើវត្ថុផលរាល់ថ្ងៃនេះចេញពីរោងចក្របន្ទាប់ពីចេញរោងចក្រមកគឺមាននេះឈ្មោះហ្នឹងវាអាចមានមកតង់ពីតង់តែងំទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានតំណែងចែកចាយមានតំណែងចែកចាយហើយមានតំណែងចែកចាយទៅធំនងតម្រូវទៅដល់ដៃបងប្អូនជាអតិជនតើតម្លៃហ្នឹងវាត្រូវចាអាប់ដេតមេកអាប់ប្រមាណតើវាត្រូវឡើងដល់កម្រិតកម្ពស់ប៉ុណ្ណាបើសិនជាបងប្អូនប្រើវត្ថុផលដែរមិនមែនជារោងចក្រអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជារោងចក្រហើយមិនមានតែស្វីរ៉ូណាទេវត្ថុផលរបស់ខ្ញុំផ្នែកអាហារអំពរហ្នឹងគឺមានរាប់ពាន់មុខបងប្អូនចង់កម្មងអីក៏បានដែរចង់ប្រើអីក៏បានដែរប្រាប់មកគឺផលិតជូនចាគ្រាន់តែរោងចក្រគឺផលិតវិញតម្រូវតែបានកន្លែងធូរហ្នឹងគឺកម្មងច្រើនណាស់ជាតោនតោនអញ្ចឹងសម្រាប់សារាយបងប្អូនអាចកម្មងពីខាងខ្ញុំចាបងប្អូនចង់កម្មង1គីឡូ2គីឡូអត់បញ្ហាមកគីឡូ2គីឡូ3គីឡូតម្លៃកាន់តែធូរបងប្អូនកម្មងជាកាន់តែច្រើនណាស់ជាគីឡូដល់តោនទៅបងប្អូនអាចចាក់តង់លេខទូរស័ព្ទចាឆាតមក inbox មកឬក៏ទូរស័ព្ទខាប់សិនមាននៅលើវីដេអូនេះណាសារាយសមុទ្រ spirulina មួយប្រភេទនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពគឺវាជួយដល់រាងកាយត្រត្រោមកោសិកាចាស់តួនាទីរបស់សារាយសមុទ្រ spirulina នេះគឺទៅពង្រឹងជួសជុលប្រព័ន្ធធាតុសាំការពាររាងកាយឲ្យមាំទប់ស្កាត់នឹងជំងឺកាចសាហាវដែលចង់មកយាយីអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនអ្នកឈឺគឺប្រើដើម្បីការរោគទូទៅគ្រប់ប្រភេទអ្នកមិនឈឺប្រើដើម្បីសុខភាពមាំទាំមិនងាយនឹងឆ្លងរោគមិនងាយនឹងឈឺបងប្អូនណាសម្រាប់អ្នកឈឺជំងឺដូចជាក្រពះពោះវៀនរោគស្ត្រីធ្លាក់សទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដុំសាច់ដុំគិសមករោគស្ត្រីសិនដុំសាច់ដុំគិសធ្លាក់សរាងរដូវចុកពោះពេលមករដូវមេជីវិតរបស់គាត់ក្តៅឈាមក្តៅគាត់អត់មានកូនប្រើសារាយគឺថាមានអ្នកជោគជ័យបានដែលគាត់មានកូនដូចបំណងរបស់គាត់នឹងច្រើនអ្នកដែលមានបញ្ហាឡើងជាតិអាស៊ីតចុកដៃចុកជើងឈឺក្បាលគេងមិនលក់ស្វាងភ្នែកអាសាកោសខ្យល់ខ្វះគ្រាប់ជើងក្រហមឆាប់ហត់ឆាប់អស់កម្លាំងបងប្អូនខ្សោយអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការឆាប់ហត់គាត់ពុលឡានគាត់មានបញ្ហាអាឡែស៊ីច្រមុះភ្នៀវថ្មីថ្មីនេះឃើញថាមានអ្នកបញ្ហារោគស្ត្រីហ្នឹងក៏គាត់បានធូរបានជាតម្រងនោមអាលៀកនោមញឹកបញ្ហាថ្លើមគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់អ្នកមានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងនេះពិសេសបេះដូងក៏ខ្សោយឆាប់ហត់ឆាប់ភ័យបញ្ហាលើឈាមភាសាកោសខ្យល់និយាយទៅគឺច្រើនណាស់បងប្អូនថាប្រយោជន៍ហើយបើអ្នកអត់ឈឺញ៉ាំឲ្យសុខភាពកាន់តែល្អរឹងមាំនិយាយពីសាច់នេះគឺស្អាតសាច់ចាំក្មេងជាងវ័យ